Tao đứng vào tao sợ thì con được rửa mặt có thể sửa quần rồi. Kinh chưa. Mày ơi, tao mời chút chứ. Sao là có một cái con bé nó hỏi tao chứ là cái để làm gì? Con sao là chị nói thế để làm gì? Con này nó cứ rồi rồi nhẹ nhưng mà chị không à mẹ bạn à, nào mẹ sao thỏi em kia chung mặt nó già lắm thỏi em mới khen chị Hào Hoàng bạn cái gì nữa nó cứ sao con trai đang sợ tiếp mẹ có cái ông cái nhật ông ấy nhìn mà ông đứng nhìn ta chừng chừng nó hỏi mình đâu nhận nó cũng sao đâu rủa nghe lời đi nên là con nó kêu ông bảo ông không